Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười tới vườn của anh Chính. Còn giờ thì Mười xin mời. Đây thì các bạn ơi, thì đây là vườn của anh Chính ở Châu Phú An Giang nha các bạn. Thì mặt clip này thì là 10 thước. Thì anh Chính trồng khoảng cách là 2 thước rưỡi nè. Đây. Đây cũng vậy luôn. Còn khoảng cách hàng ngang gì là 3 thước. Đây. Trồng 4 hàng. Nhưng mà có một cái là đặc biệt gì các bạn, là anh Chính xài hữu cơ nha. Nè anh giải hữu cơ nè. Dùng mít ảnh thì không có xài hóa học. Đặc biệt thì anh xài hữu cơ nè. Hữu cơ phân thiên mã, hiệu con dê á. Đây thì anh Chính thì ảnh mặn nè. Đây thì ảnh mặn nha các bạn. Mặn thì ảnh đắp vô gốc nè. Đó, đắp gốc là rất là ok luôn nè. Đó, đây thì cái mít của anh Chính này nữa cũng là 12 tháng nè, xài đặc biệt là hữu cơ không đó, cây mít thì rất phát, cây mít lá xanh bóng mướt. Đây đây thì cây nào anh Chính cũng đắp mô cho các bạn nè. Đó, mô nè, cây mít cứng nhắc luôn, còn lá xanh bóng mướt luôn. Còn bên clip đây thì bên dách đây cũng vậy nè. Nhìn hàng mít là thẳng một hàng. Lại hai nữa là anh Chính anh sủi nè, rất đẹp, sủi đất vô mô. Nhìn đất là rất bằng nè các bạn. Này thì đúng là rất là công phu. Giờ thì mời xin mời các bạn đi xem mười về vào bên trong. Thì đi dài dài vô đây thì mình thấy thì mít của anh Chính là gắt đều các bạn. Cây thì gắt đều, không có mẫu tử nè. Thì anh xài hữu cơ nè. Giải là gắt đều nè. Cây gắt đều. Học văn ánh còn nè. Cây thì rất là bóng. Như mít này thì cây này với cây này, cây nào cũng da bóng chỉ đỏ luôn, cây rất đều. Thì anh Chính là xài là trồng lúc nhỏ cho tới lớn là xài là hữu cơ nè, đặc biệt là hữu cơ không chứ không có xài hóa học. Các bạn ơi, thì bây giờ thì mời xin mời các bạn mình đi kiếm anh Chính coi anh làm sao mà mít kỹ thuật quá đạt rồi. Cây bóng mà lỡ đất thì bằng anh sủi vô mô thì rất là êm luôn. Chính luôn. Anh Chính đâu ảnh kìa các bạn ơi. Bây giờ mình đi qua hỏi anh Chính coi làm sao mà mít quá hay rồi. Sủi lắng lự chứ. Hôm nay cũng đã phát
đây xanh hơn. Ở đây tốt hơn, ngôi xanh đậm hơn này. Thì qua đây qua clip mới chào anh Chính nha. Đây thì anh Chính chủ vườn nha các bạn. Thì vườn này anh làm cỏ hay Diễn Chính? Làm cỏ hết nửa tháng đó. Nửa tháng ha, này anh làm nhà không có mướn ai không? Không, làm nhà không à. Làm nhà không, này làm bằng chét hàng len vậy? Chét, sủi thì bằng len. Sủi thì mưa lớn, sủi mới được. Chứ không phải dễ ăn nó đâu. Bị đắp chét á. Chét ha. Thì mít này thấy anh xà thì quá tốt rồi. Cây đều nè, xài phân gì vậy anh Chính? Phân hữu cơ mà, đâu có phân tiêu phân gì đâu. Xài hữu cơ, đặc biệt là hữu cơ không á? Cơ không, mà nhỏ lớn đó. Nhỏ lớn. Thì mít qua đây thì clip thứ hai của bạn ơi, thì mình cũng thấy là mít thấy cũng được không? Lá xanh bóng rất đẹp luôn. Cây mít đều. Cây nở nấy đều gió. Có hai clip bệnh hơi yếu, hai clip nhỏ bệnh hơi yếu. Những cái cây này bè bè không? Cây này có rồi. Đúng rồi. Để trái cũng được. Mà thôi để cái đó đi. Thằng Tết cho nó lấy trái cho nó bự. Như mít này được 12 tháng chinh chinh à, lẻ 2 ngày 12 tháng lẻ 2 ngày các bạn nè. Thì mít anh Chính cây nào nấy cũng 2-3 ngày và đỏ ào. Bữa tháng 5 nha. Người ta nói thì măng mít mà dài xài hữu cơ không, cây mít ít thì mũ hành chính. Ông nói xài người xài gì người xài khác. Tôi cứ xài cái này nhưng mà nó cũng ú cây. Vì mua phân ta đã nói xài phân này thì nó màu khác, ú cây gốc bự, cây bự. Nó cũng đều đều vậy đó mà. Cây mà cái thì nó đắt. Đất khét đó thì chúng nó đất khét rồi nó ít phát một chút. Mình quá đều này, này để tháng 8 được ta. Tháng 8 lấy trái. Vậy là tháng 8 lấy trái nha. Để trái. Cây quá đều à, đều do. Như đó mua cây nó cũng đều nữa. Mua có 2.000 cây đó, 41. Mà biếm trô nó cũng có hơn phượng nhiều. 9-10. Đó chúng mua chúng lịch cây nó quá đẹp. Cây xuông băng xuông băng nó không có gia cấp. Đúng rồi, cây xuông phát. Đi với anh em rễ nhiên trong đó rồi nó dẫn đi coi mua giùm. Nó không ham gốc bự. Đấy là hai vườn. Rồi một của người đó nhỏ hơn gốc đó. À, nó nói là nó không có phát triển. Mau mau hơi đó. Còn được. Rồi hai thì nó ngon. Loại hai là cây nó tốt hơn ha. Cây trồng mau phát triển. Trồng nó một phát, hai nữa là nó ăn nó bền hơn cái thằng loại một. Còn loại ba còn giữ nó, loại ba thì nó chậm mà lấy trái cũng mấy tháng đó. Này đó rồi sau này nó ít cái cây chậm chết mà chậm. Mít xanh đậm bóng mướt. Chưa có đi cắt chiếc nữa đó. Chưa có không á. Nè mấy này là tỉa chân nè. Mấy này tỉa bỏ tới đời không có cho mang gì nó. Mới tỉa rồi mấy ta mấy tháng nay vậy ra. Thì đây vừa phân nó phúng ra nữa. Mấy này trồi dược. Thì đó mấy đó nữa lấy kéo cắt. Cắt chiếc chiếc bớt. Cây này nó không kêu nữa mà chưa có đi cắm. Chiếu ngã quân nó lỡ tiêu nữa mà. Tiêu. Rồi nữa lấy cây cấm rồi. Tôi đủ với ấy, tôi đủ mọi nhà thân khóc rồi được này vô. Ừ. Trời ơi, anh quá thất bại được có hàng này dòng qua đó không mớ. Còn bên kia thì chắc quất. Như tôi đủ là ăn nhiều đợt lắm rồi đó. Không. Trái bự gì không? Anh giải phần đó. Anh xài phân hữu cơ đó thì hữu cơ thiên mã vô cái mít nó cây đủ phát lắm. Nữa cử sao tôi gãy mít thì gãy nó luôn. Tại đó tôi sợ ruột không dám gãy phân này. Nó hữu cơ nó cũng ra hoa đậu quả luôn. Có chất lạnh đó phải không?
có 20%. Đi ta tay vô. Đất này cái liếc này nó tốt. Thì đó có mưa nó chịu móc đất này chịu đất. Xanh mình đen, xanh mình đen hơn bạn. Bóng. Cỏ nó lên nhiều hơn. Tại đi ghe hoài đó, cỏ tới luôn quần nữa. Mà mình móc. Cái đất mà cỏ lên nhiều nó thấy diện chứ nó tốt. Tốt. Còn cứ bị phèn mấy chỗ đó đó. Cây đó là nguyên thuộc đất phèn đó. Cái đó nguyên ảnh. Nó lên cái mặt đất nó bị còn phèn hết là trồng nó không phát triển. Đây thì mặt clip bự thì anh Chính ở chính giữa cũng có sủi rỗng giữa các bạn. Thì anh Chính anh sợ mặt clip bự quá thì mưa động nước cây nó bị xì phèn thì ảnh có làm rỗng nè, rất là kỹ thuật cũng bạn. Còn mặt clip thì anh Chính sủi là tương đối là bằng gan luôn, 100%. Đất vô mô thì rất đẹp, này thì rất là ok. Đây thì các bạn ơi, thì đây là trại của anh Chính các bạn. Thì đây thì anh Chính cũng đang đứng ngồi nè. Đây thì cá cá linh nè, cá linh, cá thiên nhiên, cá trong clip các bạn nè. Đó, bắt ở dưới trại với đem lên nấu nhậu. Còn đây thì cá chạch. Thì cuộc sống ở miền Tây mình vậy đó. Thì dân làm vườn thì dắt chèo thì mấy ảnh thường xuyên xương cho vui giãn gân cốt. Thì các bạn ơi, thì hôm nay thì mời tới vườn của anh Chính phân là hữu cơ là cái này các bạn nè, phân hữu cơ thiên mã nè, kiểu dê. Thì anh Chính xài là xài nhỏ tới lớn luôn đó chứ không có phân. Thì mời thấy là anh Chính thì vườn của anh Chính thì rất là bài bản. Một là anh Chính là mần cỏ là rất sạch, hai nữa là anh đắp mô là rất đều, ba nữa thì anh đào rỗng để thoát, không để mà mặt clip động nước xì phèn. Với lại anh Chính anh kết hợp giải phân hữu cơ nữa thì mít là rất khoát. Còn quý giáo của Mười thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mười xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thích quý giáo của Mười xin cho Mười một like và một nút đăng ký. Còn giờ Mười xin chào và hẹn gặp lại sau.